Thưa quý vị, theo luật thủy sản năm 2017 và các giải pháp khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác bất hợp pháp, thì việc ghi nộp nhật ký khai thác thủy sản là quy định bắt buộc nhằm truy xuất nguồn gốc thủy sản. Việc ghi nộp nhật ký mỗi chuyến biển còn giúp ngư dân tính toán được hiệu quả kinh tế của chuyến đi và là cơ sở để ngành chức năng xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của chính phủ. Ghi nhận về việc ghi nộp nhật ký khai thác thủy sản của ngư dân và công tác quản lý giám sát nội dung này tại Bà Rịa Vũng Tàu. Theo quy định của luật thủy sản năm 2017, chủ tàu hoặc thuyền trưởng các tàu phải ghi nộp báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài từ 6 m đến dưới 12 m. Đối với tàu cá trên dưới 24 m, bắt buộc phải ghi nhật ký khai thác thủy sản về hành trình di chuyển, vị trí tàu trên biển, tọa độ đánh bắt, sản lượng và các loại sản phẩm của từng mẻ lưới. Nếu không tuân thủ, chủ tàu bị xử phạt hành chính từ 5 đến 50 triệu đồng. 3 năm qua, ngành chức năng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng cường phối hợp với các địa phương ven biển, tổ chức tập huấn phổ biến quy định ghi nhật ký khai thác thủy sản, đồng thời cấp phát hơn 10.000 sổ nhật ký và hướng dẫn ngư dân cách ghi sổ. Theo nhiệm vụ được phân công, thì Bộ đội Biên phòng quản lý kiểm soát người, phương tiện xuất nhập bến. Còn các lực lượng khác theo cái chức năng nhiệm vụ giao thì quản lý các cái loại ví dụ như là giấy phép khai thác, kiểm tra về sản lượng và đặc biệt là đối với các cái phương tiện mà không gắn thiết bị hoặc là thiết bị hành trình không đảm bảo thì tuyệt đối không cho các phương tiện xuất bến hoặc là đã nhập bến thì phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bà Rịa Vũng Tàu có 5.800 tàu cá, trong đó có hơn 3.600 tàu khai thác xa bờ. Hiện 100% tàu cá đã chấp hành nghiêm việc ghi nộp báo cáo khai thác thủy sản quy định. Theo các chủ tàu, việc ghi sổ nhật ký mang lại hiệu quả nhất định, giúp chủ tàu tính toán chia thu nhập cho các thuyền viên, thủy sản có nguồn gốc cũng tiêu thụ dễ dàng hơn. Chủ tàu còn được xem xét hướng chính sách hỗ trợ của chính phủ về khai thác thủy sản xa bờ. Khi đánh bắt xa bờ thì cũng có ghi nhật ký khai thác. Thì mình đánh ở vùng nào thì mình ghi ở vùng biển đó. Vấn đề thực hiện IUU hiện nay là cảng thì thực hiện nghiêm túc, quyết tâm thực hiện. Nên từ chỗ đó nó cũng có một cái tác động làm cho bà con ngư dân tích cực trong vấn đề ghi nhật ký. Tuy nhiên thì cái hiện tại thì cái nhật ký nó cũng chưa hoàn chỉnh. Trong quá trình này thì cảng cũng đang hướng dẫn tuyên truyền bà con để mà thực hiện đúng cái ghi nhật ký khai thác. Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng để thay đổi hoàn toàn và bền vững nhận thức của ngư dân, các chủ tàu về ghi nộp nhật ký khai thác thủy sản là chuyện không đơn giản. Nguồn lợi thủy sản ngày một cạn kiệt, trong khi chi phí chuyến biển ngày càng tăng, dẫn đến nhiều chủ tàu chạy đua để có lợi nhuận mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đánh bắt tận diệt. Thực tế này đòi hỏi các ngành chức năng phải kiên trì bền bỉ trong tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.